Thân cây mình sẽ không ngủ lâu. Tôi cần sẽ sang mạc màu vàng nhạt nhỏ nhỏ. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh ảnh hai cây dừa và ông trăng đang ở trên
trên một cánh đồng sa mạc. Thì các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu cho bức tranh hai cây dừa và ông trăng nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.